Chào mừng quý anh chị quay trở lại với Nghiện Nhà Vinhome. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa đến quý anh chị cái thông tin về Vinhome Ocean Park 3 The Crown. Và đặc biệt thì trong video này tôi sẽ lưu chi tiết 8 lợi thế vượt trội của Vinhome Ocean Park 3 The Crown. Đầu tiên như quý anh chị thấy thì là Vinhome Ocean Park 3 nằm ở vị trí tâm mạch chiến lược của thành phố phía đông. Siêu quần thể Vinhome Ocean Park 1.200 hecta, thừa hưởng siêu hạ tầng giao thông kết nối nghìn tỷ của cao tốc Hà Nội Phòng, nút giao Cổ Linh và các cây cầu, vành đai chiến lược tương lai cùng trọn bộ hệ thống tiện ích của ba đại đô thị Vinhome Ocean Park. Như quý anh chị thấy thì là hiện tại thì cái vị trí của Vinhome Ocean Park 3 có thể nói là cực kỳ đẹp. Trong những video trước thì tôi cũng nêu qua một số cái thông tin về Vinhome Ocean Park 3 rồi, thì quý anh chị có thể tham khảo lại những cái video trước. Thì Vinhome Ocean Park 3 nằm ở ngay cạnh đường vành đai 3.5, đi giữa qua hai dự án là Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 ở đây. Thì đường vành đai 3.5 đi qua Ocean Park 3 và Ocean Park 2 thì sẽ chạy thẳng ra quốc lộ 5A và đi thẳng đến đây là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng quốc lộ 5B. Thì như quý anh chị thấy thì là cái hạ tầng giao thông đã hoàn thiện và nó sẽ làm cái tiềm năng tăng giá của những cái căn hộ ở những cái đường vành đai, và đặc biệt là Vinhome Ocean Park 3 thì sẽ nằm cạnh cả con sông Bắc Hưng Hải, thì những cái căn hộ tại nằm gần đường lớn này, đường vành đai 3.5 360m này, nằm gần sông này, thì cái tiềm năng tăng giá của những cái căn biệt thự cũng như cái chung cư, hay là cái tiềm năng tăng kể cả về đất, về bất động sản của tất cả những cái hệ bất động sản thì nó sẽ tăng giá rất là tốt khi mà nó nằm ở những cái đường vành đai lớn như này và lại còn cạnh cái sông Bắc Hưng Hải nữa. Thì về vị trí thì nằm trong quần thể Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3, và như quý anh chị thấy thì cái khu ở trên này sẽ là Ocean Park 1 nữa, một cái quần thể 1.200 hecta. Khi mà hoàn thành cả ba cái dự án này thì quý anh chị cũng có thể thấy là những cái tiện ích thì đều dùng chung, và nó sẽ làm cho kéo hết cái cư dân về phía đông cũng như là cái nơi nghỉ dưỡng của cư dân thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung khi mà đổ dồn hết về phía đông Hà Nội, làm cho cái giá trị bất động sản của cái khu phía đông Hà Nội sẽ tăng lên rất là nhanh. Và quý anh chị nào mà muốn đầu tư thì có thể tham khảo cái thời điểm này, đặc biệt là khi mà đầu tháng 10 Vinhome Ocean Park 3 sẽ mở bán, đặc biệt là phân khu Thời Đại nằm ở đây thì sẽ mở bán đầu tiên. Thì quý anh chị nào mà quan tâm đến phân khu Thời Đại của Vinhome Ocean Park 3 thì có thể liên hệ trực tiếp với Nghiện Nhà Vinhome để có thể ngay từ thời điểm này đã có những cái cọc thiện chí rồi để cho quý anh chị có thể tham gia những cái tiện ích, ví dụ như là khai trương cái hồ nhân tạo ở đây. Thì những quý anh chị nào, ưu tiên những quý anh chị nào mà đã có cọc thiện chí thì sẽ được phát vé ưu tiên và được tham gia những cái sự kiện ngay từ bây giờ rồi. Tiếp theo, về cái lợi thế vượt trội tiếp theo đó là địa thế độc tôn. Minh đường tụ thủy, nơi tâm biển kế hồ kế sông, tất cả trong một, mang được cái khí hậu trong lành và sinh thái. Quý anh chị biết là Vinhome Ocean Park 3, Vinhome Ocean Park 1 và Vinhome Ocean Park 2 thì đều được chủ đầu tư Vinhome xây dựng trong lòng dự án là những cái hồ. Ví dụ như là Ocean Park 1 thì sẽ có là hồ nước mặn, và Ocean Park 2 thì sẽ có là hồ tạo sóng, quý anh chị thấy trên màn hình. Và Ocean Park 3 thì cũng không thể thiếu, đó là công viên, hồ nhân tạo, đặc biệt là sẽ có những cái trò vui chơi giải trí như là VinWonder. Thì quý anh chị không phải đi quá xa như đến Phú Quốc hay là Nha Trang mà có thể tham gia được những cái trò vui chơi ngay ở trong Ocean Park 3 này rồi. Thì những cái tiện ích như thế này thì người hưởng đầu tiên chính là cư dân tại ba dự án, đặc biệt là Vinhome Ocean Park 3. Thì cái hồ công viên trung tâm này được chủ đầu tư rất là nhiều. Lợi thế tiếp theo đó là vịnh biển kỳ quan 4 mùa sôi động hàng đầu châu Á, quy mô lên tới 12.3 hecta. Hồ công viên trung tâm thì tôi cũng nói rồi, và sắp tới thì mùng 1, mùng 2 tháng 10 có thể là hồ công viên trung tâm sẽ khai trương. Thì quý anh chị nào muốn tham gia thì có thể liên hệ với Nghiện Nhà Vinhome. Tiếp theo là sở hữu bộ sưu tập 14 Ocean Park với không gian đầy cảm hứng như là Santorini, Barcelona và Caribbean.
Thứ năm là sở hữu 11 hồ bơi độc đáo, đa phong cách trải nghiệm khắp dự án. Thì chủ đầu tư sẽ bổ sung ở những cái hồ, những cái bể bơi cho quý cư dân khắp dự án. Thì cư dân ở Vinhomes Sun Park 1, 2 và 3 đều được sử dụng những cái bể bơi như thế này. Đặc biệt là ở trong hồ trung tâm thì sẽ có một cái bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic dài 100m. Kiến trúc độc đáo đặc biệt với những phong cách đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes. Thì tất cả những cái phân khu thì sẽ được bàn giao và xây dựng theo những cái tiêu chuẩn khác nhau và phong cách khác nhau. Ở trên màn hình quý anh chị sẽ là Vịnh Thiên Đường, phong cách kiến trúc là phong cách hiện đại, sẽ là bao quanh hồ Paradise Bay. Phân khu thời đại thì sẽ được là thiết kế theo phong cách là Đông Dương. Đây, như quý anh chị thấy thì là đây sẽ có một cái công viên thời đại Time Garden. Và đặc biệt bên này thì sẽ là Vincom. Và đây sẽ là hai tòa văn phòng. Thì quý anh chị thấy là cái phân khu thời đại này được chủ đầu tư ưu ái rất là nhiều, khi mà là nơi cái tập trung của hai tòa văn phòng này, nằm ngay cạnh Vincom này, nằm ngay cạnh 10 tòa chung cư này. Đấy, và những tất cả những cái tiện ích của chung cư này nằm ngay cạnh phân khu thời đại thì phân khu thời đại sẽ được thừa hưởng hết. Nên là cái tiềm năng tăng giá của phân khu thời đại cũng có thể nói là rất tốt. Đặc biệt là nó được mở bán đầu tiên nên cái giá nó sẽ là tốt nhất của Vinhomes Sun Park 3. Thì quý chị nào mà mua đầu tư hay mua để ở, quan tâm đến những cái phân khu mà nó tốt như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà Vinhomes. Cái lợi ích thứ 7 là đam mê thể thao được nâng tầm tinh tế. Hồ bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic, đường chạy ven kênh Coco Run, vườn gym, vườn yoga. Thì tất cả những cái tiện ích này thì ở trong cái quần thể của Vinhomes thì lúc nào cũng được chủ đầu tư rất là nhiều. Tài sản truyền đời cho các nhà đầu tư. Với diện tích linh hoạt từ 56m2 đến 200m2 thì các sản phẩm nhà phố quận Ocean mang đến những cái lựa chọn phong phú cho một khoản đầu tư thông minh và bền vững. Thì như quý anh chị cũng có biết là Vinhomes Ocean Park 1, những cái căn biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 1 thì có cái tiềm năng tăng giá nó kinh khủng như thế nào. Thì nên là cái đợt Vinhomes Ocean Park 2 mở bán thì rất là nhiều quý anh chị quan tâm. Và đặc biệt là Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Ocean Park 2 thì nó lại nằm ở một cái vị trí rất là tốt, kết nối rất là nhiều tiện ích như là Vincom ở ngay phía này. Đây là đường vành đai 3.5 nhé. Đấy, Vincom ở đây. Thì phân khu thời đại nằm ở bên cạnh này, hai tòa văn phòng ở đây sẽ được thừa hưởng tất cả những cái giao thông tiện ích như là Vincom này, đường giao thông lớn này, và đặc biệt là 10 tòa chung cư. Thì tất cả những cái tiện ích đấy thì phân khu thời đại nói chung là được thừa hưởng rất là nhiều và đặt được ở vị trí rất là đẹp. Thì vừa rồi là 8 cái lợi ích mà nghệ nhà Vinhomes đưa đến quý anh chị của Vinhomes Ocean Park 3 The Crown. Thì quý anh chị nào mà quan tâm mà đang muốn đầu tư thì có thể tham khảo. Và đặc biệt là những cái thông tin mới nhất về chính sách cũng như là mở bán thì quý anh chị liên hệ với nghệ nhà Vinhomes để tư vấn cũng như là hỗ trợ quý anh chị xem là chọn căn như thế nào để phù hợp với cái nhu cầu của quý anh chị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.